Xin chào các bạn, có một tin khá vui đối với ngành ngoại giao nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Đó là khu trụ sở nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã được chính phủ đồng ý cho Bộ Ngoại giao đứng ra mua với giá 23,7 triệu đô la. Tọa lạc tại số 3330 phố Garfield, thủ đô Washington DC, Mỹ. Trong văn bản vừa gửi lấy ý kiến các bộ tài chính, kế hoạch đầu tư, xây dựng, Bộ Ngoại giao cho biết đã hoàn thành việc đàm phán mua trụ sở, nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Trụ sở này trước đó thuộc sở hữu của Bộ Ngoại giao Đại sứ quán Bỉ. Và vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Ngoại giao đã nhận bàn giao trụ sở mới từ Đại sứ quán Bỉ. Để đưa vào khai thác và sử dụng thì bất động sản này phải được chuyển quyền sở hữu cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ký hợp đồng cho Bộ Ngoại giao Việt Nam thuê lại với giá tượng trưng là 1 đô la trong thời hạn 99 năm. Vâng, chúng ta lại thấy con số 995. Như chúng ta đã biết thì vào ngày 25 tháng 8 năm 2021, dưới sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, đại diện lâm thời Mỹ cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký thỏa thuận thuê đất để xây trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Theo thỏa thuận được đại diện lâm thời Mỹ Christopher Grant ký với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường, trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ nằm trên khu đất có diện tích 3,2 ha ở quận Cầu Giấy và quy mô xây dựng 39.000 m². Dự án có tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la với thời hạn thuê đất là 99 năm. Kính thưa các bạn, với quan hệ Việt-Mỹ ngày càng nồng ấm, chúng ta hoàn toàn không bất ngờ khi Việt Nam đã đầu tư một đại sứ quán mới tại Mỹ không lâu sau khi Mỹ đã tuyên bố và ký kết thỏa thuận xây một đại sứ quán tại Việt Nam với kinh phí kỷ lục là 1,2 tỷ đô la. Tuy rằng con số 23,7 triệu đô không nhiều và có thể nói là rất ít so với con số 1,2 tỷ đô la của Mỹ, nhưng hãy so sánh nền kinh tế của Mỹ với Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế khá nhỏ bé và con số 23,7 triệu đô là một con số khá lớn đối với nền kinh tế của chúng ta. Chính vì vậy, nếu xét tương quan về giá trị thì chúng ta không thể so sánh với đại sứ quán 1,2 tỷ đô của Mỹ. Tuy nhiên, nếu so với tương quan quy mô nền kinh tế thì đây cũng là một bước đi và một bước chi mạnh mẽ, mạnh tay của chính phủ Việt Nam. Đây thật là một điều đáng mừng đối với toàn thể chúng ta. Được biết thì phía Việt Nam và Mỹ đã cơ bản thống nhất nội dung hợp đồng sau nhiều vòng đàm phán, điều chỉnh do gắn với nội dung có đi có lại của hợp đồng thuê khu đất D30 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để xây dựng Đại sứ quán Mỹ. Hợp đồng của Đại sứ quán Việt Nam dự kiến sẽ được ký trong năm 2022. Theo như quy định về sở hữu bất động sản của Mỹ thì Đại sứ quán Việt Nam tại Washington sẽ phải đóng một số chi phí thường xuyên như giám sát an ninh, kết nối với lực lượng mật vụ bảo vệ phái đoàn ngoại giao, bảo hiểm bất động sản, vệ sinh v.v. với tổng chi phí khoảng 10.000 đô la một tháng. Bộ Ngoại giao đã đề xuất Thủ tướng cho sử dụng số vốn gần 512.000 đô la chưa dùng đến của dự án để chi trả cái mức phí này hàng tháng. Và Bộ cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án mua trụ sở nhà ở của cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ trong thời hạn từ năm 2019 đến năm 2020 thành thời hạn từ năm 2019 đến năm 2022. Vừa mới đây thì Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cũng vừa chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 8 tháng 2 và đã gửi lời chào từ biệt đến chính giới nước Mỹ. Đại sứ quán Việt Nam hiện tại đặt ở tòa nhà sư tử Lion Building nằm trên đường 20 thủ đô Washington. Trước đó thì đây vốn từng là đại sứ quán của Cộng hòa Nam Sudan. Ngoài ra thì đại sứ Việt Nam ở Mỹ còn có tư dinh nằm trên đường R, vốn từng là đại sứ quán của Việt Nam Cộng hòa trước đây, về sau được Mỹ bàn giao lại cho chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh tòa đại sứ tại Washington, Việt Nam còn duy trì hai lãnh sự quán ở San Francisco, bang California và ở Houston, bang Texas. Ngoài ra thì cùng với các cơ quan ngoại giao, các cơ quan cấp báo chí quốc gia của Việt Nam như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đều có đại diện và văn phòng làm việc tại Mỹ. Các bạn thân mến, sự kiện này diễn ra không lâu sau khi tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhận chức. Và mới đây, vào ngày 12 tháng 2 năm 2022, ông đã có một đoạn video dài 1 phút 30 giây chia sẻ trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Trong đoạn video thì ông nói hoàn toàn bằng tiếng Việt và được kèm theo phụ đề tiếng Anh. Đây thực sự là một điều hết sức tuyệt vời, cho thấy sự am hiểu
và thấu hiểu văn hóa Việt Nam của ngài tân đại sứ Mỹ. Hy vọng với sự hiện diện của ngài đại sứ cùng với một loạt những cái diễn biến trong ngành ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam thì mối quan hệ Việt Mỹ sẽ ngày càng được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Ý kiến của các bạn thế nào xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.